Có ngon không? Ngọt lắm. Ngọt lắm hả? Anh nói trước nha, cho dù là em mang thân phận gì, là chủ hay là bạn gái của anh, cũng không được giảm mập đó. Biết rồi, anh là người đầu tiên nói như vậy với em. Em cảm thấy rất là hạnh phúc. Ê, có người dậy kìa. Hả? Lại phải trốn Ê, hết, nè. Hai người làm gì vậy? Vậy còn anh về đây làm gì? Đây là văn phòng làm gì? Tất nhiên là về đây dễ rồi. Nhưng mà hai người ở trong đó làm gì vậy hả? Tôi muốn thử xem phòng thay đồ này hai người đứng có chật quá không thôi. Vốn dĩ phòng thử đồ này dư sức cho bốn người chơi mặt trượt luôn đó. Bây giờ anh mới biết điều đó hay sao? Nhưng nếu như hai người muốn ở trong này làm chuyện khác thì hơi ngột ngạt đó. Không có làm gì hết nha. Lần này chúng tôi về đây không làm gì hết. Có làm chứ, tôi đã kêu cô phải dọn gọn gàng tất cả mọi thứ rồi, sao cô còn chưa đi làm nữa? Hai người tưởng tôi khờ thật hay sao? Ai cũng biết hai người đang lén lút hẹn hò rồi, còn giấy giờ nữa chứ. Ai cũng biết hết rồi sao? Không phải chỉ có mình anh biết sao? Là cả thế giới đều biết đó. Tôi thật sự không hiểu nổi hai người, sợ gì chứ? Thật ra chúng ta sợ cái gì vậy? Chúng ta sợ gì chứ? Sao làm vẻ mặt đó vậy? Bà xã. Về tới nhà nhìn thấy em, lại thấy em giúp anh sắm sửa mọi thứ, anh rất vui khi em chịu dọn tới sống chung với anh. Anh đi làm cơm cái đã. Ê, sao không cho em nấu? Anh sợ ăn cơm em nấu hả? Chừng nào chưa trả hết tiền cho ba của em vẫn là người chủ lớn. Cho dù trả hết tiền, em vẫn là bà chủ mà, sao có thể để em nấu được? Vậy có phải sau này vẫn là anh nấu không đây? Dĩ nhiên rồi. Anh là loại người vừa biết nấu ăn vừa biết làm ăn, là đầu bếp đẹp trai. Em chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ rung đùi chờ thì được rồi, chờ nấu cơm hết. Ê, em vẫn chưa nói cho ba em biết, em sợ là ba sẽ giận đó. Yên tâm đi, thời hạn còn tới mấy tháng lận. Chỉ cần làm xong đơn đặt hàng của Amanda, ba của em sẽ thay đổi cách nhìn về anh. Ông ấy luôn làm khó anh là vì anh không có thành tựu. Lần này anh sẽ không để cho ông ấy thất vọng nữa. Xem ra thì em không còn gì để lo lắng nữa rồi. Nếu như không còn chuyện phiền não, trước khi ăn làm chút chuyện đã. Còn băng băng nữa. Bây giờ hai chúng ta yêu nhau như vậy, thêm băng băng vào có khiến cho... Em ấy là người nhà của em mà, không thể bỏ mặc em ấy được đâu. Vậy cũng phải, em ấy thường hay giúp mình mà. Vậy đi, trước khi em ấy tìm được nhà mới, tạm thời cho em ấy ở đây vậy. Ê, đừng tạm thời mà. Ê, vào phòng rồi nói. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm dọn đi sống với anh rể rồi ha. Trời ơi, có người sắp được tình tứ với người ấy mỗi ngày rồi. Chị đã dọn đồ giùm em luôn rồi, em có thể đi bất cứ lúc nào. Nè, chị dọn ra ngoài ở, sao lại dọn hành lý giùm em vậy? Em sống chung với chị mà, sao chị bỏ mặc em được chứ? Trời ơi, chị bỏ mặc em đi, chị cứ bỏ mặc em xa thật xa đi. Em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Không sống với chị thì sống với ai đây? Em sống ở chung cư kiểu khách sạn. Ê trời, em lớn vậy rồi, còn ở chung nhà với anh rể, không có tiện lắm đâu. Không hề bất tiện, còn có chị nữa. Hơn nữa chị sẽ chăm sóc cho em được mà. Phải, nhưng mà chị cũng thường hay dạy em mà, lớn rồi phải học cách tự lập chứ. Bây giờ chị với anh rể cuối cùng cũng tái hợp với nhau, xem như em công đức viên mãn. Chị coi như cho em được tự do đi. Em trưởng thành rồi, đã muốn tự lập. Được thôi, nhưng mà em phải nhớ, nếu như có chuyện gì em cũng phải nói cho chị biết đó. Ngày nào chúng ta cũng gặp nhau ở văn phòng, có chuyện vặt vãnh em cũng sẽ làm phiền chị. Em biết vậy là tốt. Chắc là có người vừa mới ở đây. Ai đưa ông đâu vào bệnh viện đi? Có khi nào là người phụ nữ đó không? Ông đâu? Tài nghề của Phượng giỏi lắm đó. Cậu muốn tìm cổ phải đặt lên. Phượng, ra ngoài đi. Dạ rõ ông Đa. Gần đây phía cảnh sát theo dõi chúng ta dữ quá, muốn tìm cơ hội triệt phá chúng ta. Tuy tôi đã sắp xếp sẵn, nhưng cũng sợ gặp chuyện ngoại muốn. Nếu đã lấy hết tiền từ trong ngân hàng ra, cất trong két sắt âm tường ở phòng làm việc,
cậu giúp tôi canh cẩn thận. Thiếu một cắc nào tôi cũng sẽ tính sổ với cậu. Yên tâm đi ông Đông. Ừ. Tìm tôi có chuyện gì? Gần đây có chút chuyện đang cần tiền gấp, muốn mượn chút tiền của ông Đông. Ừ. Cậu làm được việc mà, tôi cũng nể cậu. Giúp được tôi nhất định sẽ giúp, nhưng mà cũng phải qua khỏi giai đoạn này mới tính. Nhưng mà ông Đông à, tôi đã nói vậy thì vậy đi. Dạ rõ ông Đông. Trần Nhất Đao, thành viên hội Tam Hiệp với biệt danh ông Đao, bị bắt vì tội mưu sát. Phía cảnh sát cho biết đã có đầy đủ bằng chứng, ngày mai sẽ ra hầu tòa. Ông Đao, có một câu nói tôi đã nợ ông 30 năm. Tôi xin lỗi vì muốn giúp cô ấy mua nhà đã lấy 1 triệu đô của ông. 500 ngàn cho cô ấy mua nhà, 500 ngàn để bỏ trốn qua Đài Loan, dự định sẽ rời khỏi giới giang hồ. Ai ngờ đi một lần đã đi mất 30 năm. Tại sao ông lại ra nông nỗi này chứ? Có phải có âm mưu không? Có phải ông biết tôi lấy 1 triệu của ông nên đổ quan bắt tôi ngồi tù? Hay là có ai khác? Ủa, anh lại tới thăm ổng hả? Phải đó. Phải rồi cô y tá, tôi muốn biết Trần Bính Sương gặp chuyện gì mà nhập viện vậy? Ông ấy đụng xe nhập viện mấy năm trước rồi. Để tôi xem mã số bệnh nhân đã. Là ngày 15 tháng 7 năm 2001 bắt đầu trở thành người thực vật. Tháng 7 sao? Hi Derek. Chào. Cổ là người bạn em hay nhắc tới với anh đó, Lisa. Còn đây là bạn trai của tôi, Derek. Ảnh là một nhà thiết kế váy cưới đó. Hi Derek. Ảnh nổi tiếng như vậy, dĩ nhiên tôi biết rồi. Talia, cô biết chọn bạn trai thiệt đó. Talia đã kể rất nhiều chuyện thú vị lúc hai người đi học ở bên Pháp cho tôi nghe rồi. Nghe qua cũng thấy thê thảm thật đó. Lúc đó hả? Hai chén hành tây, một ổ bánh mì Pháp chính là phần ăn trưa và tối của chúng tôi. Thật sự rất là nghèo, nhưng vì muốn được ở lại Pháp lâu hơn, đói cỡ nào cũng chịu hết. Nhưng mà không ngờ là ở bên đó lâu như vậy. Lúc đó hả, chúng ta không có tiền mua quần áo, vì không muốn mặc trùng một bộ đồ mấy ngày liền nên đã trao đổi quần áo với nhau để mặc. Vậy Lisa, hiện giờ cô làm nghề gì vậy? Tới Hồng Kông làm gì sao? Anh cũng chỉ giúp khách hàng thiết kế tạo hình vậy thôi, nên thường xuyên phải bay đi tìm quần áo và trang sức. Phải rồi Derek, cho tôi xem thiết kế của anh được không? Được, nhưng mà để ra số váy cưới đều đã đem tới phòng trưng bày hết trơn rồi, chỗ này chỉ còn lại bản thảo mà thôi. Tôi muốn xem bản thiết kế của đại sư đây thôi. Đừng nói vậy mà, cô đi theo tôi. Đi thôi. Nè, đây là bản thảo mà tôi mới vừa vẽ gần đây, cô coi thử xem. Wow. Ở trong cuốn tạp chí váy cưới này có nhiều bộ đều là thiết kế của tôi đó. Derek, anh đúng là người tài hoa, váy cưới của anh đẹp thiệt đó. Cảm ơn. Nhưng tôi thấy cổ họng hơi khô, cô có thể lấy nước cho tôi uống được không? Có phải vẫn là espresso thêm một viên đường không? Cô vẫn còn nhớ hả? Tôi có bánh nè, cô có đói hay không? Cảm ơn. Để tôi lấy cho.